chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Miếu Tôi em nha. Hôm nay em có mặt cửa hàng xe máy Sơn Đức Phát ở địa chỉ là ấp 5 An Phước Long Thành Đồng Nai nha quý anh chị. Thì hôm nay em sẽ cập nhật giá ad 155 cho quý anh chị mình tham khảo về giá nha. Thì đây mình sẽ gặp em Ngọc. Đó, thì Ngọc ơi, em hôm nay sẽ cập nhật giá cho anh những dòng 155 nha em. Dạ, em chào. Dạ em chào anh chị ạ. Chào mừng anh chị đến với lại cửa hàng xe máy Sơn Đức Phát bên rồi, em. Okay. Là địa chỉ là ở ấp 5 An Phước Long Thành Đồng Nai gần cổng khu công nghiệp Long Thành. Rồi. Dạ. Thì giá ad 155 này anh nghe nói thì kỳ này cũng có giảm ha. Dạ đúng rồi, bên em giảm giá rất mạnh luôn anh. Ừ, phiên bản cao cấp nè, dạ. Và phiên bản thường cũng có luôn. Dạ đúng rồi, có khóa smart key. Rồi, ok em. Thì cho anh xem cái mẫu này là cái màu này anh thấy là mới quá nè. Dạ đúng rồi, màu này là bên em sẽ đổ lên anh. Dạ con này bên em là màu đồ smart key. Là bên em có giá 46.500. Bên em thì bảo hành xe cho anh chị 1 năm. Ok. Dạ. Về phần trả góp thì cửa hàng mình thủ tục hả? Dạ thủ tục trả góp bên em thì đơn giản lắm, chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu là mình có thể góp được rồi nha. Ok. Đi trước có khoảng bao nhiêu em? Dạ cái xe 155 thì bên em chỉ cần trả trước từ 5 triệu là có thể nhận xe rồi nha anh. 5 triệu là nhận xe ha. Dạ. Quá ok luôn nè. Thì tiếp theo màu xanh GB đi em. Dạ. Đây là phiên bản đặc biệt của em 155 bên em. Dạ thì xe giá xe là 46.500. Máy móc thì bên em bảo hành cho anh chị là 3 năm. 30.000 cây luôn á, dạ, anh nghe nói là 30 vậy 30.000 cây. Rồi về phần cái màu sơn thì nghe nói là cửa hàng cũng bảo hành cho mình là tới 1 dạ, năm đúng rồi. Ví dụ màu sơn độ của bên em thì bên em cửa hàng bên em thì những cái màu độ này nè. Ha. Dạ, bảo hành 1 năm. Bảo hành 1 năm. Ok luôn. Còn về phần máy móc thì bảo hành cho quý anh chị mình tới 3 năm nha quý dạ, anh chị. Dạ đúng rồi ạ. À. 30.000 cây. Ok. Rồi tiếp theo đi em, màu dạ cái này xanh. Là màu độ bên xe bên cửa hàng bên em á. Đây là màu độ luôn ha. Dạ. Quá đẹp luôn. Giá của nó cũng bằng chiếc đầu á là 46.500. Cái này là chìa khóa thường hay là mắt dạ, cây? Dạ khóa smart key ạ. Cây luôn. Dạ. Rồi tiếp theo thì chiếc màu trắng em ơi. Dạ chiếc màu trắng này là màu thường nhưng mà khóa smart key. Dạ là giá của nó là 45.000.000. 45 thôi. Dạ. 45 do màu thường. Rồi, cái bên này luôn em ơi. Dạ cái này màu này là màu đổ bên em, màu đỏ là bên em đổ lên nhưng mà trong này là khóa thường anh nên thường là luôn. Giá của nó chỉ có 44.500 thôi. Như mấy cái mẫu màu độ thì cửa hàng mình rẻ nhất là bao nhiêu em ha? Dạ, cửa hàng bên em họ màu độ hả? Cái màu độ thì chỉ có cần cộng thêm cho em 1.500.000 thôi. Vậy ha? Dạ. Tất cả màu độ. Rồi đây quay màu độ cho anh chị mình xem nha. Độ sơn bóng. Rất là bóng nha anh chị. Rất đẹp nha. Rồi đây thì một chiếc màu xanh VIP thì cũng tương tự như chiếc vừa rồi mình mới quay nha quý anh chị nha. Còn màu đen nhám này em. Dạ màu đen nhám này là bên em thì có giá 45.000.000. Có khóa smart key màu thường ạ. Ok. Dạ nhưng mà nay là nhám. Chiếc ở trong này cũng vậy. Cũng đồng giá luôn dạ, em. Dạ đúng rồi, cũng đồng giá với này là 45.000.000. Rồi ok thì anh nghe nói là VinX. Đó, VinX thì nghe nói là cũng giá cũng tuột mạnh, giảm dạ, mạnh đúng không em? Mạnh lắm. Bên em VinX thì chỉ có từ 42.000.000 là có thể mua xe được, rồi 42.000.000 thôi. Vậy ha, rồi dạ. Qua đây mình tham khảo luôn đi em. Qua đây thì cho em giới thiệu cái mẫu VinX. VinX này thì ở cửa hàng thì anh thấy là hình như là hiện tại thì có 32 màu. Đó. Dạ đây. VinX đây là xe VinX bên em. Đây là phiên bản đường đua. Dạ ok. Giá của nó là 42.000.000. Có ABS luôn ha em. ABS dạ. Luôn. Rồi tiếp theo thì cũng giá cũng như vậy. Dạ đúng rồi, xe hai xe này giống nhau. Là phiên bản đường đua luôn anh. ABS hết nha quý anh chị nha. Đúng rồi, có ABS hết luôn. Cái mẫu xe này thì mình trả góp đưa trước có khoảng bao nhiêu em? Dạ trả trước từ 2.000.000 là nhận 2 xe. 2 triệu à? Dạ đúng rồi. 2 triệu à? Hỗ trợ cho khách hàng luôn. Ok. Còn chiếc trong này màu này. Màu này thì cũng màu đen. Dạ, đen rồi, đen như đen bạc nè. Thấy nó đẹp quá. Dạ. Cũng là ABS luôn. Dạ ABS. Phiên bản cá tính.
Giá nó là nhiêu em? Dạ 42 triệu luôn anh. Cũng đồng giá luôn ha. Dạ. Nên em giảm giá mạnh lắm. Rồi ok. Thì sẵn đây có chiếc Midkin nè, Midkin dạ. Của Indo. Mới đúng em? Midkin Sanjibi. Nhưng mà bên em cũng đồng giá với loại xe em Vino X luôn là 42 triệu. Vậy ha. Dạ. Đồng giá luôn 42 dạ. Luôn. Giảm okay. Giá cực mạnh luôn. Của Indo thì nó có thêm cái này nha em. Gắn thêm cái này ha. Dạ, cái, như là cái biển số nè. Xe đẹp. Bán chạy nhất cửa hàng em luôn. Ok em. Khi nào mà mình qua mua xe bên em sẽ tặng cho mình 3 phần quà. Rồi, dạ. Quà là, gì em? Là một mũ bảo hiểm, một áo mưa, với lại khi nào mà mình đi chạy được 500 cây á là mình lên em thay nhớt miễn phí một lần cho mình. Rồi, ok. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Em chào anh, em chào anh chị ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video ha. Thì video mình chỉ cập nhật giá những dòng mạt nè và S50 và S55 và Vino X. Đó, thì clip sau mình sẽ cập nhật thêm cho quý anh chị mình những dòng xe trong cửa hàng nha. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.